Và bây giờ thì cuộc thi chung kết của gia đình nông dân siêu phàm và gia đình siêu lì xin được bắt đầu. Đây là cuộc thi cha cắm con. Mọi thứ đã sẵn sàng rồi. Ủa? Sao vậy? Chuyện gì đang xảy ra? Một cuộc thi chung kết tuy nhiên có vẻ như là gia đình nông dân siêu phàm đang gặp vấn đề. Họ không thể tiến lên phía trước. Chạy đi. Về mà gọi là chạy đua hả? Nên. Nhưng có vẻ như lúc này gia đình nông dân siêu phàm đang gặp vấn đề. Qua đây. Và mọi thứ đang diễn ra rất thuận lợi với cha con nhà siêu lì. Đó là nông dân siêu phàm kìa. Bà bở. Cố lên nào. Nhanh lên nào. Cố lên, gia đình nông dân siêu phàm. Đúng là họ đang gặp rất nhiều khó khăn. Cố lên, bà. Về đích rồi. Chúc mừng gia đình siêu lì là những người đã giành chiến thắng trong cuộc thi năm nay. Sao ông cười hoài vậy? Tại sao không được cười? Sao ông chuẩn bị thi đi? Ông chưa thi hả? Ủa? Và bây giờ thì cuộc thi chung kết của gia đình nông dân siêu phàm và gia đình siêu lì sẽ được bắt đầu. Siêu lì, con đã khởi động cái thiết bị đó chưa? Dạ. Khởi động chưa? Dạ rồi. Tốt. Ha. Cuộc thi bắt đầu rồi. Thi chưa? Thi chưa? Chúc mừng gia đình nông dân siêu phàm. Ủa là thi chưa? Ủa sao lúc này không cười cũng không chịu chạy? Là sao? Siêu lì! Tại sao cô lại làm như vậy? Đâu có làm gì đâu. Con chỉ muốn mọi thứ được công bằng thôi. Công bằng hả? Tại sao con không kích hoạt cái thiết bị đó lên cho ta? Vì nếu mà ba bự với chớp chớp có năng lực thực sự á thì chiến thắng cũng sẽ thuộc về họ thôi. Họ xứng đáng mà. Cái đứa cháu cứng đầu này. Tôi đã nghe tất cả những gì ông nói rồi. Thả nè. Công nhận này chạy nhanh thiệt. Giỏi dữ. Siêu lì, con kể từ bây giờ không còn là cháu gái của cậu nữa. Trả cái thiết bị đi. Đưa cho ta. Con sẽ không đưa cho cậu. Con không có muốn á cậu dùng cái này để hại người khác đâu. Ngươi! Ông có muốn thử cái nắm đấm của gia đình nông dân siêu phàm không? Đã từ lâu ta muốn nghe câu hỏi này. Dạ! Không! Hèn! Có à? Thôi đi đi. Dạ, xin lỗi cô chú. Hội ác nhân đã nói với con như thế nào? Bọn họ nói chúng ta đã khiến gia đình con phải ly tán nhau ư? Siêu lì, đó là một sự vu khống. Chúng ta còn không biết ba mẹ con là ai nữa mà. Giờ con cũng biết làm sao nữa. Con đang rất là bối rối, không biết nên tin ai, nghe ai bây giờ hết đó. Nhưng mà ba con đang trong tay của họ ác nhân. Con đã tận mắt trông thấy luôn. Con phải cứu ba con mới được. Thôi bây giờ nói gì cũng dài dòng. Quan trọng nhất là chúng ta phải tìm cách cứu ba của siêu lì khỏi căn cứ của họ ác nhân đã. À, con có cách nè. Tức quá mà không tiêu diệt được gia đình nông dân siêu phàm mà còn bất luận cái mái. Giận quá giận nữa, trời ơi. Ha, còn muốn nói gì với ta nữa?
Ta rất tức giận vì cháu đó cháu gái à. Chắc là cháu không muốn gặp lại ba của cháu nữa chứ gì. Con muốn trả lại cho cậu cái máy. Biết khôn đó ha. Nhưng mà con có điều kiện. Không có điều kiện gì hết. Một là trả lại ta cái máy, hai là khỏi gặp ba. Con đã làm những gì cậu muốn rồi. Cậu nhìn nè. Thôi thôi thôi, đừng dỗi mừng, đừng dỗi mừng. Ta biết cháu gái của ta mà. Lại định lừa ta hả? Chắc ta khờ. Con lừa cậu làm cái gì? Nếu mà cậu không tin á, thì con sẽ đưa bọn họ tới gặp cậu. Nhưng mà đổi lại, cậu phải đưa ba đến cho con. Đó, nếu vậy thì cứ hẹn ở khu rừng ven sông đi. Vậy tiến sĩ Đơn, giờ ông định làm gì với cháu gái của ông ạ? À? Ta chỉ cần lấy lại cái máy đó. Cái máy đó có rất nhiều dữ liệu quan trọng, thông tin về bọn gia đình nông dân siêu phàm. Lấy lại cái máy quan trọng hơn, hiểu không? Ê, biết là quan trọng rồi. Nhưng mà ông suy nghĩ đi, ông lấy cái gì ra để mà trao đổi với cháu gái của ông? Điều nãy mới nói rồi đó. Trời ơi là trời, tiến sĩ Đơn. Sao? Ông nhìn đi. Nhìn đi. Đây chỉ là hình ảnh 4D được làm ra từ máy tính. Ba cho gái đâu? Lấy đồ ra trao đổi. Ha, ác nhân mà thiệt tình quá. Ta chỉ muốn dụ nó tới đó để lấy lại cái cổ máy. Đó là điều quan trọng nhất. Còn cái chuyện có giao ba nó ra hay không thì chuyện đó từ từ tính. Đâu phải ta chưa lừa nó lần nào. Hên là nhờ em có sáng kiến đi xe đạp cua nó. Không thôi là mình tới không kịp đâu. Hey, mình đi luôn đi, chấp chấp. Đi. Xin chào ba ba bự và ba ba bay. Ta khát nước quá. Cho ta xin ly trà chanh được không à? Hai ngươi cũng có ngày này à? Ta nói là... Cháu gái của ta, cháu đã biết điều hơn rồi đó. Thôi, bây giờ cậu cho con gặp ba thì con sẽ giao hai người này cho cậu. Gặp ba hả? Thì ba cô đang truyền năng lượng ở bên trong. Khi nào truyền đủ năng lượng, ba cô khỏe mạnh, tự khắc ông ấy sẽ xuất hiện ở đây. Yên tâm. Khoan, chừng nào cậu cho con gặp ba con thì con mới giao hai người này cho cậu. Con nói với cậu rồi, cái máy này á là do con kích hoạt thì con cũng có thể dừng lại nó được. Và nếu con dừng lại thì gia đình nông dân siêu phàm sẽ trở lại năng lực của họ. Lúc đó cậu không phải là đối thủ của họ đâu. Cậu biết mà, cậu biết mà, cháu gái yêu của cậu. Bây giờ mình tranh thủ với nhau đi tìm nha. Dạ. Em có thấy gì không? Em cũng không thấy gì hết luôn á. Anh cũng không thấy gì hết. Anh ơi, nhìn nè. Đây chính là nghiên cứu làm mất siêu năng lực của gia đình ta đó. Đây là nguyên mẫu của nó nè. Vậy thì chúng ta phá hủy hết mấy cái thứ này đi anh. Ừ. Cái này là sao ta? Con hãy nghe lời cậu nhé. Cậu Đơn đang chữa bệnh cho ba. Đây chính là ba của Siêu Lì. Ba của chị ấy đã bị hỏa nhân giam giữ rồi. Giờ chúng ta tranh thủ để cứu chú ấy ra thôi anh chấp chấp. Siêu Lì, ta nghĩ như vậy. Nếu giờ con không chịu giao ba ba bự và ma ba bay cho ta thì ông ấy
con giao cái máy vô hiệu hóa siêu năng lực cho ta đi. Đương nhiên là không được. Đó. Bây giờ con giao cho cậu, con lấy gì làm điều kiện nữa? Ừ? Cậu phải cho con gặp ba cái đã. Thế sẽ được. Không mấy ông cho nó vô gặp ba nó trong đó đi. Không mấy con vô phi thuyền nha. Không được, con muốn gặp ngoài này. Nhưng mà ba con đang yếu lắm rồi đó Siêu Lì. Con sẽ làm cho ba con khỏe lại được. Ủa, em vừa làm cái gì vậy? Em bấm vô cái nút này nè. Em bấm lại cho anh coi. Em lại đi, để anh ghi hình lại. Dạ. Con hãy nghe lời cậu Đơn. Cậu Đơn đang chữa bệnh cho ba, rồi ba con mình sẽ sớm gặp nhau thôi. Thì ra đây chỉ là hình ảnh ảo do hóa nhân tạo ra trên máy tính thôi, chứ không có người thật nào cả. Từ nãy giờ ngươi bày đủ trò hết, ngươi có ý đồ gì nói ra đi. Bây giờ con không còn cách nào hết. Con biết mấy cậu không cho con gặp ba, trừ khi mấy cậu đạt được mục đích. Ủa sao anh biết hay vậy? Nhanh! Tìm ba với lại bảo vệ mọi người, hai cái đều quan trọng. Con không thể chọn một trong hai. Vậy thì bây giờ con sẽ mất cả hai, và mất luôn người cậu thật thà, tốt bụng như ta. Tiến sĩ Đơ, ông đã từ đứa cháu này rồi, thì ông hãy để tôi tiêu diệt nó, được không? Cái gương mặt xinh đẹp này mà biến thành cát chắc đẹp lắm ha. Cậu. Người không nhận ra ta hả? Thì ra đám người các ngươi từ nãy giờ diễn kịch cho bọn ta hả? Thì nãy giờ các ngươi cũng đang lừa gạt con bé đó thôi. Sao nó biết hay vậy? Nên gia đình nông dân sư phạm, ta nói cho các ngươi biết, ta không sợ các ngươi đâu. Ê, ta sợ. Nên gia đình nông dân siêu phàm, các ngươi năm lần bảy lượt phải dỡ kế hoạch của ta, rồi bây giờ còn cướp đứa cháu gái yêu của ta. Các ngươi sẽ phải trả giá. Cola, có đạn siêu vi khuẩn quét sạch bọn chúng. Hãy xem đây. Hay thật, khiên của cháu gái ta dạo này mạnh dữ. Phải, con rất muốn bảo vệ mọi người, nên con hằng ngày con phải rèn luyện kỹ năng của mình. Rồi con bỏ người thân ruột thịt, con bỏ cậu ruột con đi bảo vệ người ngoài. Con làm vậy coi được hả Siêu Lì? Siêu Lì, con không cần phải đôi co với bọn họ, cứ để cho cô chú tiêu diệt bọn chúng. Đã vậy thì hôm nay ta sẽ cho gia đình các ngươi biết sức mạnh thật sự của bọn ác nhân này. Ha! Được! Ha! Tiến sĩ Đơn! Tiến sĩ Đơn! Đây là siêu phi thuyền! Ta nói cho các ngươi biết, Tiến sĩ Đơn là siêu phi thuyền tung tuyệt chiêu cuối cùng. Trên siêu phi thuyền này có rất nhiều vũ khí hạng nặng, các ngươi sẽ bị bắn sát! Chuẩn bị tan biến đi! Đang run sợ chứ gì? Vậy thì cô lơ bụi con chần chờ gì nữa mà không mạnh dạn bỏ chạy thôi nào. Đứng lại đánh chết đó mấy đứa, chạy nhanh, chạy nhanh, nhanh lên, nhanh lên. Ui kì vậy, đánh không lại đâu, nhanh lên, đánh lên, nhanh, 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 nhanh. Tại sao lại chạy? Chạy đi, đánh không lại đâu. Chớp chớp,
Tâm Tú, sao rồi con? Sao rồi con? Dạ, con mới biết được một thông tin. Siêu Lì, bạn bị sao vậy? Tôi không sao, chỉ là tôi thấy hơi đau trong ngực một xíu à, nhưng mà không sao đâu. Siêu Lì, thật ra họ nhân họ không có một thông tin gì về ba của bạn hết. Là sao? Thật ra đó chỉ là một hình ảo do họ tạo ra trên máy tính để lừa bạn thôi. Cậu nói dối mà đúng không? Mình cho bạn xem cái này. Con hãy nghe lời cậu Đơ. Cậu Đơ đang chữa bệnh cho ba, rồi ba con mình sẽ sớm gặp nhau thôi. Vậy bây giờ tôi phải làm sao? Tôi biết á, là bạn không muốn chấp nhận sự thật. Nhưng sự thật là bọn họ chỉ đang lừa bạn thôi. Siêu Lì à, cô yên tâm đi, chúng ta sẽ giúp con tìm lại gia đình của mình mà. Ba ba nói đúng á chị Siêu Lì, dù có như thế nào á thì chị vẫn như một người chị ruột của em mà. Còn tôi thì là bạn thân của bạn. Siêu Lì à, chúng ta sẽ chăm sóc cho con, con yên tâm nha. Bạn nghe về câu chuyện chase your dream.